Thử nốt cái 1 2 nhá. Ok, bây giờ mình sẽ test nhanh cho anh em muốn đẩy Martin H4008 này. Martin nhá, H4008 4 canh này. 1 2 3 4 này, 4 canh riêng biệt. Thì anh em mà sử dụng rất là nhiều những cái dòng loa khác nhau cũng như là sử dụng trên hai cặp loa. Như anh em sử dụng là có 3 cặp loa bát 25 chẳng hạn, hay là 1 cặp 25, 1 cặp 25, 1 cặp 30, 1 cặp 25 thì có thể sử dụng những con đẩy 4 canh này. Thì đánh mình chia ra đánh rất là hợp lý hơn là anh em sử dụng một con đẩy 2 kênh nhé. Đây là một con đẩy Martin, đấy, giá rất là hợp lý luôn, mà công suất mỗi một kênh là 800W một kênh. Đấy, Martin này. Đấy, đây, em thử cho tiếng anh em nhé. Martin nhé, đẩy 4 kênh. Đấy, rất là chất luôn, rất là nặng. Kênh 1, kênh 2, em đang đấu kênh 1, kênh 2 này. So. Đấy, ngoài ra có cái dòng mà tiếng nó hay hơn con Martin này. Đấy, ngoài ra nhá, thì có rất nhiều dòng Martin hay hơn. Nhưng mà so về tầm giá thì con này là giá 6,8 triệu nha anh em nhé, tại Nghĩa Audio. Thì giờ so về tầm giá thì con này nó là rẻ nhất mà tiếng là tốt nhất anh em nhé, trong tầm giá. Còn có những dòng hay hơn nó tầm 8 triệu, 8,5 triệu, 9,5 triệu. Đấy, rất khác nhau. Cùng là một dòng 4 kênh, công suất nó khác nhau và chất tiếng nó cũng khác nhau anh em nhé. Ok, bây giờ sẽ tiếp tục thử sang hai kênh tiếp theo. Đây em sẽ cắm tín hiệu sang kênh 3 và kênh 4 này. Đây cắm trực tiếp từ TV xuống nhá. 3 kênh 4 này. Đưa tín hiệu ra. Đó, kênh 3 A3 A4 này. Anh em thấy cái dây nguồn nó rất là to nhá. To to khủng bố luôn. Ok, đây dây nguồn này. Đánh thẳng trực tiếp luôn. Nó sẽ mở kênh 3 và kênh 4 lên này. Thank you.
anh em mình nghe thử ở trên cái cặp loa em đang đánh là cặp loa Pullin Sound trên này anh em nhé. Pullin Sound ở đây một cặp 30. Còn hai kênh 3 và 4 này. Hai kênh 3 4 thì em chưa thử anh em nhé, chưa thử. Hai kênh 3 4 thì anh em có thể cắm sup hoặc là cắm center vào đây vẫn còn dư thoải mái. Với một cái combo 10 triệu 300 như này, đấy, giá rất hợp lý cho anh em khi sử dụng mà đánh đa năng luôn, đánh các loại loa, các sup. Đấy, từ giờ những sup như là sup 25, sup 30, sup 40 đều chơi bằng con đài này được ok anh em nhé. Đấy, và anh em có thể nếu đánh sup hơi có thể cắt cốt ngay từ ở trên con nâng tiếng này, hoặc là có thể cắt cốt ngay ở trên con vang này, nó đều có đường sup ao hết anh em nhé. Đấy, rất là dễ. Và khi sử dụng thì anh em chỉ cần chuyển nút ấn sang là chuyển sang các cái đường cổng khác nhau. Đấy, chuyển cổng khác nhau. Đấy, Optica là cổng quang nhé. Đấy, còn BT là Bluetooth này, BT Bluetooth này. Đấy, chuyển sang rất là nhanh. Đấy, USB là sẽ cắm USB vào đây. Đấy, để chơi nhạc lại USB. Đấy, còn anh em cắm cổng quang hay là cổng AUX thì tùy theo cái đầu vào của mình để kết nối rất đa năng. Đấy, tiếng rất là phê nhá. Ok, em sẽ lấy một cái micro để mình thử chất của micro nha anh em nhá. Ok, ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chảnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không, ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi. Trong phút cuộc đời tương lai trả lại tôi một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nữa tôi tàn, đời không ai một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc cùng tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều.